Bài tập tiếp theo của chúng ta sẽ là tích trung bình cộng các số chia cho 3 trong mãn. Bài này thì chúng ta sẽ nhập một mãn từ bàn phím. Sau đó xuất ra màn hình là kết quả trung bình cộng các số chia cho 3 có trong mãn. Chúng ta sẽ cài đặt chương trình. Đây mình sẽ đặt cái tên là mãn trung bình cộng 3. Và mình sẽ test thử chương trình. Đầu tiên mình sẽ là khai báo mãn số nguyên. Gồm 100 phần tử.
Có thể chạy theo chương trình, nhập vào năm phần tử. Ở đây chúng ta đã viết rồi, hàm nhập các phần tử vào mảng và in các phần tử trong mảng ra màn hình. Tiếp theo chúng ta sẽ viết hàm trung bình cộng. Trung bình cộng các số chia cho 3. Đây mình sẽ in ra các số chia cho bạn. Năm phần tử 3, 6, 9, 8, 4. Ở đây thì các số chia cho 3 của mình là 3, 6, 9, 8 và 4, không chia cho 3 này không hiện ra màn hình. Tiếp theo mình sẽ tính tổng, mình khai báo một biến là sum mà cho nó bằng không. Nếu nó chia cho 3 thì mình sẽ tính tổng nó sum cộng bằng i, sau đó mình sẽ in sum ra màn hình. Tổng của nó là bằng 18. Sau đó mình sẽ tiếp theo là sẽ báo một biến count cho nó không bằng 0, trung bình cộng cho nó bằng 0. Nếu mà AI này chia hết cho 3 thì mình sẽ tăng biến count này, count cộng cộng. Trung bình cộng của chúng ta sẽ bằng sum chia cho count, sau đó chúng ta sẽ in trung bình cộng nó màn hình. Có phần trăm d số chia hết cho 3 phải count. Sau đó mình sẽ in ra trung bình cộng. Phần trăm chấm 2F phải trung bình cộng để chạy lên mình 5 3 6 9 8 7. Có 3 số giấy cho 3, tổng là 18. Đây là chương trình tính tổng, tính trung bình cộng các số giấy cho 3.